vừa mai chiếc chè bông xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với em cả nhà ơi ngày hôm nay bên vườn mai nhà em sẽ giới thiệu cho chúng ta đây là một cái lô cúc thọ hương hàng liền cốt ba mùa cả nhà ở đây cả nhà ơi rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi nha đi xem nha cả nhà đó một cái vườn mai rất là nhiều ở trong đây sẽ có cúc thọ hương cúc tân châu à, đồng thời thêm dảo siêu nụ nó rất là nhiều cả nhà Đó lô này phải nói là cây cành nhánh nó rất là xum xê rất là cứng cáp nha mọi người đây đó, nó lùng liền nó tàn tròn cái này nó cao tầm hẳn 40 á để đây liền cốt hết nha đó cái này em bấm cho nó xây tràn rất là toàn nha mọi người đây đó lựa những cây như thế này giao cho quý khách đây quý khách ơi đó đây nha cả nhà đế nè liền cốt hết trơn cây nè cành nhánh rất là xum xê nha ở đây giá là 200 k một cây nha cả nhà nếu chúng ta lấy hai cây thì bên em sẽ bao ship cho chúng ta nha ở lựa những cái cây như thế này nè cả nhà ơi cây xum xê như thế này để dài giao cho quý khách ha đó đây là hàng cúc họ hương nha rất rất là nhiều đây cả nhà ở lô này rất là đẹp luôn lô này rất là đẹp luôn nha ở. đây Ở dòng cúc họ Hương nha rồi bên đây sẽ là hàng cúc 2436 cánh này cả nhà Ủa, lô này cũng rất là đẹp nha lô này cũng tuyệt vời ông mặt trời luôn Đây trước tiên là bộ đế Đó đế xử lý đây Cành cốt của nó nè Hàng này hơn 3 mùa nha cả nhà Cốt rất là to nha Đây Đó này là cúc 2436 nha Lô này đế cực vip nha mọi người Củ nở nè Bụ cho bá luôn cây okay, đúng bự luôn trời Quá trời to cả nhà ơi Lô này bao đẹp nha Lô này bao đẹp nha mọi người Cúc Tân Châu nha 24, 36 cánh ha Rồi cái này em bán cũng 200k luôn nha cả nhà ơi 200k một cây nếu chúng ta lấy hai cây thì bên em vẫn bao ship cho chúng ta Và nếu lấy một thỏ hương một tân châu thì bên em vẫn rì ship nha Đó cúc này là cúc 24, 36 cánh nè Cái lô này phải nói là tuyệt vời luôn nha Đây rất là nhiều ha Ngoài hàng Tân Châu, Thọ Hương thì còn có siêu nụ nữa cả nhà rất là nhiều Rồi mọi người thích thì hãy alo cho vườn mai của nhà em nha cả nhà Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha